Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giáo viên mầm non áp lực cao, thu nhập thấp. Mục bình luận quốc tế với chủ đề đằng sau hàng trăm lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga và Trung Quốc. Brazil, số nạn nhân thiệt mạng và mất tích trong thảm họa thiên tai tăng mạnh. Thưa quý vị, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam dự kiến sẽ đồng loạt triển khai thu phí không dừng từ ngày 5 tháng 5 tại 5 sân bay lớn gồm Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Hiện quá trình lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ thu phí không dừng và thu tự động không dùng tiền mặt đã gần hoàn tất. Những xe không dán thẻ ETC, tài xế chỉ cần quét mã QR code khi qua trạm, thiết bị sẽ tự động trừ tiền phí. Thời gian qua trạm thu phí chỉ mất vài giây. Dự án cung cấp thiết bị cho hệ thống thu không dùng tiền mặt và thu tự động không dừng tại 5 sân bay lớn có tổng mức đầu tư gần 215 tỷ đồng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của ACV. Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo hủy phiên đấu thầu vàng miếng SJC dự kiến diễn ra vào sáng mùng 3 tháng 5 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. Theo kế hoạch ban đầu, phiên đấu thầu vàng miếng SJC thứ 3 diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 5 với tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu tiếp tục là 16.800 lượng, tỷ lệ đặt cọc là 10%. Khối lượng đấu thầu tối thiểu của một thành viên là 1.400 lượng, khối lượng đấu thầu tối đa của một thành viên là 2.000 lượng. Giá tham chiếu để tính đặt cọc là 82,9 triệu đồng một lượng. Đây là lần thứ 3 Ngân hàng Nhà nước thông báo hủy thầu do thiếu đơn vị tham gia dự thầu. Trước đó vào ngày 22 tháng 4 và ngày 25 tháng 4, phiên đấu thầu vàng cũng bị hủy vì lý do tương tự. Thu nhập thấp, áp lực công việc cao, đó là nghề của những cô giáo mầm non ở các trường công lập hiện nay. Thực trạng này đã dẫn đến việc có nhiều cô giáo mầm non nghỉ việc, thậm chí bỏ nghề. Và thực tế này, ngành giáo dục ở Bình Phước cũng không phải ngoại lệ. Ngay sau đây là ghi nhận tại xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, một trong những địa phương có không ít giáo viên mầm non trường công lập nghỉ việc trong những năm gần đây. Vừa phải quán xuyến dạy dỗ gần 30 học sinh nhỏ tuổi, gần 10 tiếng đồng hồ trong ngày, và kiêm nhiệm luôn nhiệm vụ chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho các con một cách chu đáo. Đó quả thật là một công việc quá áp lực với những giáo viên mầm non. Thế nhưng, thu nhập của các cô giáo mầm non lại tỷ lệ nghịch với công sức và trách nhiệm mà các cô phải bỏ ra trong mỗi giờ, mỗi ngày lên lớp. Thì một mình em từ đầu năm đến giờ là tới 37 bạn. Thì áp lực cũng rất là lớn, nhưng mà cũng có rất là nhiều giáo viên bỏ nghề rồi. Nhưng mà thật sự là với cái lòng yêu nghề của em thì em vẫn gắn bó với nghề được đến đây là 5 năm rồi. Chính vì năm nào cũng có giáo viên nghỉ việc, nên trường mẫu giáo Hương Sen dù được đầu tư xây dựng 7 phòng học, nhưng những năm qua chỉ có 4 lớp hoạt động. Bởi nếu có nhận thêm học sinh thì không có giáo viên. Hiện với 4 lớp học, theo quy định trường phải có 9 giáo viên, thì nhà trường chỉ có 5 giáo viên, tức thiếu gần một nửa. Do đó, ngay cả cô hiệu trưởng cũng phải thường xuyên đứng lớp. Ban giám hiệu có hai người thì cũng thay phiên nhau để các cô đứng lớp cho những cái thời gian mà ví dụ như giáo viên thiếu hụt. Thì nhà trường cũng đã có tuyển dụng, đăng tuyển dụng trên cái trang fanpage của nhà trường. Tuy nhiên rằng là đối với cái giáo viên mầm non thì hiện tại nhà trường thì gặp khó khăn là không tuyển dụng được. Còn trường mẫu giáo Phước Bình nhiều năm nay cũng luôn trong cảnh thiếu giáo viên vì lý do tương tự. Hiện trường này chỉ có 8 giáo viên cho 6 lớp học, trong khi phải cần đến 13 giáo viên theo quy định. Để đáp ứng việc dạy học, mặc dù năm nào nhà trường cũng thông báo tuyển giáo viên, tuy nhiên kết quả nhận được là những cái lắc đầu, từ chối của không ít giáo viên vừa ra trường sau khi biết thu nhập mỗi tháng. Do đó bài toán thiếu giáo viên vẫn đi vào ngõ cụt, kéo theo hậu quả là hàng loạt lớp học của trường dù mới được đầu tư khang trang nhưng đành phải bỏ không. Nhà trường tuyển giáo viên thì cũng có tương đối giáo viên đến làm hồ sơ để xin hợp đồng. Nhưng mà khi qua trao đổi về hệ số, mức lương hưởng theo bằng cấp theo vị trí việc làm như vậy, thì mức lương chỉ dao động hưởng theo bằng cấp là từ bằng trung cấp cho tới bằng đại học. Thì dao động chỉ từ 2 triệu 8 cho tới 3 triệu mấy, gần 4 triệu thôi. Tôi rất là cảm phục cái tinh thần của các cô. Tại vì mức lương đã thấp nè, thu nhập nè, còn gia đình nè, con cái nữa. Nếu thu nhập một mức lương tầm 3-4 triệu thì chính bản thân của tôi hoặc là bản thân các cô không thể đủ, thì rất là nể phục các cô. Tại vì cái đó là cái tâm của cái nghề. Với một cái mức lương như vậy nhưng mà người ta, những các cô ở đây là vẫn là tận tâm với công việc và chăm sóc con em của mình rất là tốt ạ.
Những năm học gần đây, ngành giáo dục Bình Phước thường diễn ra tình trạng thiếu giáo viên, trong đó bậc học mầm non thiếu hàng trăm giáo viên mỗi năm học. Và chắc chắn rằng, trong số những nguyên nhân của thực trạng này thì thu nhập thấp trong khi áp lực công việc cao của giáo viên mầm non là một nguyên nhân không thể bàn cãi. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý, ngày 2 tháng 5, Pháp và Nhật Bản đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán chính thức về thỏa thuận tiếp cận đối ứng, qua đó tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, tăng cường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và hy vọng rằng trao đổi song phương sẽ được đẩy mạnh hơn nữa thông qua Thế vận hội và Paralympic sắp tới ở Paris cũng như triển lãm thế giới tại Osaka của Nhật Bản vào năm 2025. Chubby, công ty bảo hiểm cho cầu Francis Koski ở Baltimore đang chuẩn bị chi 350 triệu đô la Mỹ cho bang Maryland. Đây có thể là khoản thanh toán lớn đầu tiên liên quan đến vụ sập cầu hồi tháng 3. Thảm kịch khiến 6 người thiệt mạng xảy ra sau khi một tàu container treo cờ Singapore va chạm với cây cầu lịch sử này. Vụ việc đã khiến một trong những cảng biển đông đúc nhất nước Mỹ phải đóng cửa. Thảm họa mưa lớn và lở đất tại bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và 60 người khác mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hàng chục người mất tích trong đống đổ nát. Trong điều kiện thời tiết mưa lớn vẫn tiếp diễn, dự báo nước sông Guaiba sẽ dâng lên mức cao kỷ lục 4 mét vào ngày 3 tháng 5. Chính quyền bang kêu gọi người dân tránh xa các khu vực có nguy cơ lở đất. Tiếp tục chương trình là mục bình luận quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ ngày 1 tháng 5 đã ban hành hàng trăm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine cũng như nhằm đến các công ty tại Trung Quốc mà Washington cáo buộc hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Moscow. Vòng trừng phạt mới nhất này nhắm vào gần 300 thực thể và cá nhân nhằm vào việc Nga lách trừng phạt của phương Tây, đặc biệt là thông qua các công ty Trung Quốc và một số nơi khác. Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với gần 200 mục tiêu, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ định hơn 80 mục tiêu trong một trong những đợt trừng phạt có phạm vi rộng nhất mà Washington nhắm vào Nga. Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 20 công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Hồng Kông sau những cảnh báo liên tục từ Washington về việc hỗ trợ cho quân đội Nga được đưa ra trong các chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Ngoại trưởng Antony Blinken đến nước này. Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Nga là một trong các vấn đề đe dọa làm xấu đi sự cải thiện gần đây trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phản ứng về vấn đề này, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov gọi các biện pháp trừng phạt là sự tiếp nối các hành động bài Nga, đe dọa các đối tác của Moscow, loại các đối thủ cạnh tranh khỏi thị trường. Nhà ngoại giao Nga cũng tuyên bố các biện pháp này của Mỹ sẽ không thể đe dọa được Nga. Còn người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Lưu Bằng Vũ cho biết, chính phủ nước này đang giám sát việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng, phục vụ cả mục đích quân sự và dân sự theo luật pháp và quy định. Đồng thời, sự trao đổi kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Nga là phù hợp với các quy định và nguyên tắc thị trường của Tổ chức Thương mại Thế giới. Ông Lưu Bằng Vũ cho biết, phía Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp của Mỹ. Bên cạnh Trung Quốc và Nga, các lệnh trừng phạt ngày 1 tháng 5 vừa qua của Mỹ cũng nhắm tới gần 60 mục tiêu tại Azerbaijan, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE mà nước này cáo buộc đã hỗ trợ Moscow có được công nghệ và thiết bị thiết yếu từ nước ngoài. Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, chính phủ nước này vô cùng quan ngại về những công ty và tổ chức Trung Quốc đang cung cấp vật tư cho Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Quan chức này khẳng định, nếu Trung Quốc chấm dứt hỗ trợ xuất khẩu các mặt hàng này, Nga sẽ phải vật lộn để duy trì chiến dịch quân sự của mình. Mỹ cũng cáo buộc Nga vi phạm một lệnh cấm vũ khí hóa học toàn cầu. Bộ Ngoại giao Mỹ đã tăng cường những nỗ lực nhằm hạn chế việc Nga xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng trong tương lai, một trong những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của nước này. Các công ty con của công ty điện hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga, cũng như 12 đơn vị trong công ty Siban Thrasite, một trong những nhà sản xuất than luyện kim lớn nhất của Nga, cũng là đối tượng bị nhắm đến. Bên cạnh đó, Washington đã áp các lệnh trừng phạt với hãng hàng không Pobeda, một công ty con của hãng hàng không Aeroflot của Nga. Bộ Thương mại Mỹ trước đó đã bổ sung hơn 200 máy bay Boeing và Airbus do các hãng hàng không Nga vận hành vào danh sách kiểm soát xuất khẩu như một phần trong các lệnh trừng phạt của chính quyền Tổng thống Biden đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã trừng phạt 3 người có liên quan đến cái chết của lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny.
Đây là một trong những hành động trừng phạt Moscow có phạm vi rộng nhất từ trước tới nay của Washington. Nó cho thấy quyết tâm của Mỹ trong việc làm tê liệt năng lực quân sự của Nga, từ đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quân sự của nước này trên chiến trường. Hiện chưa rõ tính hiệu quả của loạt trừng phạt mới này. Tuy nhiên, thực tế những năm trước cho thấy hàng chục nghìn lệnh trừng phạt mà Mỹ và phương Tây áp đặt dường như không gây ra tác động lớn đối với nước Nga. Nước này vẫn có những giải pháp để tránh được hậu quả tồi tệ nhất có thể. Đến đây bản tin trong nước quốc tế tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.